Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri, phát sóng định kỳ tối thứ ba hàng tuần trên kênh CĐTV của Đài Phát thanh Truyền Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh việc hoàn thành các nội dung chương trình kỳ họp thì có rất nhiều vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri cũng đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, chất vấn một cách nghiêm túc, có kết quả. Chính vì vậy, kỳ họp đã để lại dấu ấn trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khép lại chương trình nghị sự trong sự tin tưởng, đồng thuận cao của cử tri và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Ghi dấu những đổi mới thường xuyên, liên tục, kỳ họp đã trở thành một điểm nhấn trong chặng đường hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, nơi mỗi ý kiến đóng góp trong thảo luận, chất vấn, mỗi biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân đều đong đầy trong đó là những sinh động của thực tiễn, là tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Như thông lệ, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng giải pháp chủ yếu để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2020 và quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền. Sau những biến động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tác động toàn diện đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kỳ họp này càng trở nên quan trọng bởi thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành không còn nhiều, trong khi những mục tiêu tăng trưởng tỉnh thống nhất không điều chỉnh mà vẫn giữ nguyên theo kế hoạch đã đề ra. Nhìn lại thành quả 6 tháng đầu năm, Cao Bằng giải ngân vốn đầu tư công đạt 30,5% kế hoạch, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 637,1 tỷ đồng, bằng 45% dự toán Trung ương giao, bằng 35% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là những minh chứng cho quá trình chỉ đạo, điều hành hết sức linh hoạt, thích ứng cao của tỉnh khi đã dự báo đúng tình hình từ xa, từ sớm, quyết tâm quyết liệt thực hiện mục tiêu kép. Góp phần làm nên những thành công của kỳ họp, thường trực, các ban cũng như đại biểu tỉnh, Hội đồng nhân dân đã có quá trình làm việc, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, từ việc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung đến tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cũng được chuẩn bị nghiêm túc, công phu và quan trọng hơn cả là được khảo sát lấy ý kiến của các đối tượng thụ hưởng hoặc chịu tác động. Dù chỉ diễn ra trong 1,5 ngày, nhưng Hội đồng nhân dân tỉnh đã xử lý một khối lượng công việc lớn với đầy đủ trình tự, bảo đảm yếu tố chất lượng, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, phân tích, dự báo các khả năng, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức có thể xảy ra. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng là cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp trong tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Thường các kỳ họp trước thì chúng ta tiến hành trong thời gian 3 ngày. Nhưng lần này thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như của Trung ương là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thì trong đó Hội đồng nhân dân cũng thấy để làm sao là rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kỳ họp, và kỳ họp này đã thực hiện được. So với các kỳ họp trước thì đã rút ngắn được 1,5 ngày. Còn về nội dung thì chúng tôi vẫn đảm bảo chất lượng, và do là Thường trực Hội đồng Nhân dân đã phối hợp với các cơ quan như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuẩn bị chu đáo trước kỳ họp. Đồng thời chúng tôi cũng đã gửi tài liệu sớm cho các đại biểu, trên cơ sở đó là gợi ý nghiên cứu tài liệu trước kỳ họp, và trong thời gian thực hiện tại kỳ họp thì chúng tôi giảm cái thời gian trình bày mà tập trung vào thảo luận, dẫn đến là vừa giảm được thời gian nhưng đảm bảo chất lượng các nội dung của kỳ họp. Xác định hoạt động thảo luận vừa là nội dung bắt buộc trong chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân, vừa là giải pháp quan trọng phát huy ý thức trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu trước cử tri, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chú trọng quan tâm đổi mới hoạt động thảo luận tại kỳ họp, đặc biệt là nâng cao chất lượng các buổi thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường. Đây là diễn đàn quan trọng để các đại biểu Hội đồng Nhân dân thể hiện chính kiến của mình đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cũng như các nội dung khác liên quan đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Xung quanh ý kiến đóng góp về nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Anh cho rằng, theo tiêu chí về xóm, tổ dân phố, còn hơn 500 xóm chưa đảm bảo 50% tiêu chí theo quy định. Việc cấp kinh phí chi trả phụ cấp của bí thư chi bộ, đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố theo tổng số xóm. Sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành đối với chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xóm, tổ dân phố, tỉnh sẽ sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện. Về đề nghị nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách, không thể nâng mức phụ cấp vì điều kiện ngân sách địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Anh cho ý kiến. Trung ương thì quy định cho chúng ta là khoán cái quỹ phụ cấp, nhưng mà chỉ có 3 chức danh thôi, và trong cái nguyên tắc để xây dựng nghị quyết này thì phải có đảm bảo cái sự đồng bộ trong cái quá trình thực hiện đấy. Nếu mà giao khoán kinh phí để cho từng địa phương thì mỗi một địa phương sau này sẽ xảy ra cái tình trạng suy bì ạ. Có thể là xóm này đấy là khoán là được 1,5 mức lương tối thiểu, nhưng xã khác lại, xóm khác lại chỉ được 0,8 thôi, thì rất là khó trong công tác quản lý. Thì cái cách mà quản lý hiệu quả nhất đấy là chúng ta phải xây dựng một cái văn bản quy định để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Tại phiên chất vấn có 3 câu hỏi liên quan đến Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày, quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú trên địa bàn đến nay vẫn chưa bố trí kinh phí theo nội dung nghị quyết. Đồng chí Hoàng Tố Quyên, Giám đốc Sở Tài chính trả lời. Sở cũng đã có công văn số 1435 ngày 31 tháng 12 2016 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương, thì cũng trong đó cũng đã quy định là hướng dẫn kinh phí thực hiện việc phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú theo nghị quyết số 91. Là được sử dụng trong dự toán kinh phí hoạt động đã giao trong lĩnh vực giáo dục. Vì vậy là đề nghị các đơn vị, huyện, thành phố rà soát lại nguồn kinh phí, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí để thực hiện hỗ trợ phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú từ hai nguồn ngân sách và nguồn thu học phí, chứ không thực hiện trừ vào tiền hỗ trợ của học sinh để thực hiện việc phục vụ nấu ăn. Về nội dung thực hiện bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Trung năm 2013 và giai đoạn 2013-2015, tỉnh Cao Bằng có 4 dự án được phê duyệt và bố trí vốn đầu tư, trong đó có 2 dự án chưa hoàn thành là dự án ổn định dân cư biên giới xóm Hủa Luông, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh và dự án xóm Lũng Xuân, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng. Đồng chí Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải thích trước kỳ họp. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sau khi làm việc với Cục Kinh tế Hợp tác, Cục trả lời là sẽ làm việc với Bộ Tài chính và bố trí nguồn vốn vào năm 2021. Sau khi xin ý kiến của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo bố trí nguồn vốn thực hiện dự án này vào năm 2021. Trong trường hợp Trung ương không bố trí, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh vận động người dân vào sinh sống tại vùng dự án theo mục tiêu dự án khi có nguồn vốn hỗ trợ. Và như vậy, 2 dự án trên với sự nỗ lực của các địa phương là rà soát vận động người dân vào sinh sống theo mục tiêu dự án, cùng với việc được bố trí cái nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ nhân dân thì dự án sẽ hoàn thành mục tiêu vào năm 2021. Và về cái câu hỏi về trách nhiệm thì đến này rõ ràng cái trách nhiệm về triển khai dự án cũng được giao vốn, được giao nhiệm vụ, trách nhiệm về cái dự án này của các chủ đầu tư. Theo dõi trên sóng phát thanh và truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, cử tri đặc biệt ấn tượng đối với phần kết luận của chủ tọa ở từng nội dung. Chủ tọa kỳ họp đã thực sự công tâm, đặt mình vào vị trí người dân để có những điều chỉnh đối với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đưa nội dung chỉ đạo trực tiếp vào từng vấn đề, khiến phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường trở nên sinh động, mang đậm hơi thở của cuộc sống. Cử tri cũng gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tại kỳ họp và tin tưởng các vị đại biểu sẽ đưa ra nhiều ý kiến, quyết sách đúng đắn. Hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi được nghe và xem chương trình trực tiếp của Đài Truyền hình Cao Bằng về khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm 2020. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng, tin tưởng vào đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chúng tôi rất mong muốn rằng là tiếng nói của chúng tôi ở cơ sở thì muốn gửi gắm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết được một số cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở cái tổ 11 phường Sông Bằng chúng tôi. Thì chúng tôi chỉ có một cái nguyện vọng là cũng rất là chính đáng và cũng lâu năm rồi, là cái giải quyết vấn đề đất, vấn đề thuế của bà con nhân dân ở tổ 11. Cái này tồn tại rất lâu rồi, mấy chục năm rồi. Thì chúng tôi đã từng có những kiến nghị gửi lên các cấp, từ cấp phường, cấp thành phố, cấp tỉnh. Thì những ý kiến đó cũng rất mong muốn là trong kỳ họp tới này thì các đồng chí lưu tâm, quan tâm và giải quyết thỏa đáng cho bà con nhân dân tổ chúng tôi. Và chúng tôi rất mong muốn là kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, 11 nghị quyết quan trọng có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được đưa ra thảo luận và thông qua. Tiêu biểu là nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Nghị quyết này thể hiện rõ sự vào cuộc và quyết tâm cao của tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng. Tuyến được đánh giá là khát vọng bao đời nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đối với kỳ họp này thì số lượng nghị quyết ban hành thì cũng không nhiều. Có tất cả 11 cái nghị quyết mà trong đó có rất nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về vốn đối ứng ngân sách địa phương cho cái dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng. Đây là một dự án mà nhân dân rất là mong mỏi, cả hệ thống chính trị đang quyết tâm quyết liệt thực hiện, và tôi cũng với trách nhiệm là Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ cùng với Ủy ban Nhân dân và các ngành chức năng thu xếp cái nguồn vốn mà đã cam kết, và chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân, cán bộ là sẽ tin tưởng là tỉnh ta với sự nỗ lực cố gắng này thì cái nghị quyết này sẽ đi vào cuộc sống. Nhìn lại một kỳ họp với khối lượng công việc lớn đã hoàn thành, với cử tri trong tỉnh, điều đọng lại lớn nhất là tinh thần làm việc, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, các cơ quan liên quan. Với những đổi mới tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan quyết định và giám sát ở địa phương. Từ những kết quả đạt được cho thấy, tinh thần đổi mới không chỉ tập trung vào một khâu nào của kỳ họp và cũng không phải chỉ chú ý đến các nội dung quan trọng mà được thực hiện đồng bộ, từ những vấn đề lớn đến những vấn đề nhỏ. Kỳ họp đã chính thức khép lại với những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, nhiều định hướng lớn cũng được đưa ra. Kết quả kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí về Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016-2021. Vâng, thưa quý vị, kỳ họp 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương sẽ được chính cử tri trong toàn tỉnh đánh giá khách quan bằng những đổi thay trong đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hộp thư dân cử theo địa chỉ Ban biên tập chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri, Đài Phát thanh Truyền Cao Bằng, số 87, phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc qua địa chỉ email chuyên mục dân cử cb@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri số tiếp theo.